Lisa từng chối đề nghị ký hợp đồng hơn 900 tỷ đồng. Blackpink có thể tạm giá. Thông tin thành viên Lisa, Blackpink từ chối đề nghị hợp đồng có giá trị lên đến hơn 900 tỷ đồng từ công ty quản lý khiến người hâm mộ lo lắng. The Sun News đưa tin Lisa, Blackpink đã từ chối hai lời đề nghị hợp đồng từ phía công ty quản lý Tiger Entertainment. Được biết hợp đồng đề xuất cho thành viên Blackpink có trị giá lên đến 50 tỷ won, khoảng 914 tỷ Việt Nam đồng. Theo tờ này, Lisa hiện đang nhận được lời với trị giá hàng chục triệu USD từ rất nhiều công ty nước ngoài, trong đó có Thái Lan. Thông tin này khiến người hâm mộ hoang mang bởi Blackpink đã hết hạn hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản Tiger Entertainment vào cuối tháng 8. Nếu một thành viên không tài ký từ công ty, Blackpink có thể sẽ phải thay đổi đội hình, tệ hơn là chấm dứt hoạt động. Được biết, việc gia hạn hợp đồng của Tiger và Blackpink vẫn chưa hoàn tất. Ngay cả khi đã qua hạn hợp đồng, các lịch trình được ấn định trước đó vẫn được coi là hợp lệ. Trước đó, điều tra tin cũng nhận định Lisa có khả năng cao sẽ rời công ty sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền. Nếu Blackpink tan rã, thành viên Lisa sẽ là người thiệt thòi nhất. Nhiều ý kiến chỉ ra là thành viên ngoại quốc nên Lisa sẽ khó giữ được sức hút tại thị trường pop nếu tách ra khỏi nhóm. Nếu Lisa chọn quay về Thái Lan hoạt động giống như nhiều ca sĩ thần tượng ngoại quốc khác thì danh tiếng sẽ không được như trước. Trước thông tin Lisa từ chối đề nghị hợp đồng, đại diện công ty Tiger Entertainment vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.